Trung A Tứ nói, ta mất đi một đứa con trai, không lẽ không được nhiều ngân lượng hơn chút sao? Người kia nói, lúc đầu đã nói rồi, mỗi người một nửa. Tình khốn, ngươi dám lật lộn, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Yên lặng, bọn họ đã cãi nhau gì vậy hả? Rốt cuộc là có bao nhiêu ngân lượng? Hình như là 3.000 lượng. Ờ đúng đó, đúng đó, ta cũng nghe thấy 3.300 lượng. Được rồi, các người lùi xuống đi. Thảo dừng cáo lui, cáo lui. Phượng Lão Gia, ông còn nhớ trước đó ông đã cho Trung Ba Tứ tất cả bao nhiêu ngân lượng không vậy hả? Đương nhiên là nhớ, 3.300 lượng. Nghe thấy chưa hả? Các ngươi nghe thấy hết chưa? Nghe thấy hết chưa vậy? Là 3.300 lượng. Sự thật đã rõ ràng rồi. Hồ Phỉ rõ ràng là người cấu kết cả nhà Điêu Dân Trung A Tứ lừa gạt tiền tài của nhà họ Phượng, sau đó vì chia của không đồng đều tàn sát lẫn nhau. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, chứng cứ rành rành, kết án. Cửu quan, cửu quan. Hồ Phỉ, đừng kêu gào nữa. Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Phượng mổ có mắt không trồng. Vậy mà còn nghĩ ngươi chính là anh hùng hảo hán, ta còn xem ngươi là bằng hữu. Còn ngươi, ngươi lại giết người lấy mạng cướp lấy tiền tài của người ta. Hồ Phỉ, Phượng mổ không giúp được ngươi rồi. Họ Hồ kia, không ngờ có đúng không, ngày này lại tới nhanh như vậy đó. Không phải là ngươi rất ghê gớm sao? Hôm nay nếu như ta để cho ngươi chết thoải mái, ta sẽ theo hộ của ngươi. Còn dám lừng ta sao? Không phải ngươi là Nhổ Lông Phượng sao? Để xem hôm nay ai nhổ lông của ai. Đưa ta, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi.